ngày 19 tháng 9 năm 2024 tại trường chính trị tỉnh Bến Tre, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với tỉnh ủy tổ chức hội thảo khoa học chủ đề phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh Bến Tre đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Giáo sư tiến sĩ Lê Văn Lợi, Phó giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Ngọc Tam, Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Quốc Dũng, Giám đốc Học viện Chính trị khu vực 2, Thạc sĩ Dương Quốc Hoàng, Phó Hiệu trưởng điều hành Trường Chính trị tỉnh chủ trì hội thảo. Theo Chủ tịch Quỹ Ban Nhân dân tỉnh Trần Ngọc Tam, hiện tỉnh có 100% cán bộ, công chức, viên chức, lãnh đạo quản lý cấp tỉnh và cấp huyện đạt chuẩn về chuyên môn. Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức cấp tỉnh có 23 tiến sĩ, 899 thạc sĩ, 3.923 đại học; cấp huyện có 2 tiến sĩ, 88 thạc sĩ, 726 đại học; cấp xã có 35 thạc sĩ. 2945 đại học. Qua đó đã góp phần quan trọng trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác lãnh đạo, quản lý điều hành phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Tại hội thảo, từ nhiều góc độ khác nhau, các nhà khoa học, các đại biểu đã tập trung phân tích, đánh giá nguồn nhân lực chất lượng cao của tỉnh thời gian qua, đề xuất những giải pháp mang tính đột phá để phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao ở tỉnh trong thời gian tới. Phát biểu tổng kết hội thảo, phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Quốc Dũng Giám đốc Học viện Chính trị khu vực 2 cho biết, ban tổ chức hội thảo đã tiếp nhận gần 70 bài viết của các nhà khoa học đến từ các trường đại học, học viện, bài viết của các đồng chí lãnh đạo, các đồng chí cán bộ thực tiễn tại các sở, ban ngành, các đơn vị nghiên cứu, giảng dạy trong và ngoài tỉnh. Hội thảo đã làm rõ quan điểm, chủ trương của đảng, của tỉnh quỹ Bến Tre về phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Hội thảo đề xuất giải pháp, kiến nghị, nhằm nâng cao hiệu quả phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao tại địa phương, giải pháp tạo nguồn, bố trí, sử dụng nguồn nhân lực chất lượng cao, giải pháp khắc phục những khó khăn, dướng mắt trong thu hút nhân lực chất lượng cao, giải pháp phát huy vai trò các doanh nghiệp, các cơ sở giáo dục trong đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, giải pháp phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong một số ngành, lĩnh vực trọng yếu của tỉnh.